Hùng Hồ đi bắt gian chồng và kẻ thứ ba, người phụ nữ rơi vào tình cảnh đau đớn phải gào thét cầu cứu, nhờ vào chính gã chồng bội phản. Đối với bất kỳ người phụ nữ nào, thật khó để giữ được bình tĩnh khi biết tin chồng mình không chung thủy, lăng nhăng với người phụ nữ khác và càng khó để kiềm chế được cơn tức giận khi đã nắm trong tay thông tin địa chỉ rõ ràng nơi họ lén lút hẹn hò. Nhưng dù có thế nào chị em cũng nên bình tĩnh để tránh rơi vào tình huống éo le như màn đi đánh ghen thất bại thảm hại của người phụ nữ này. Theo trang tin tức Atin Kane, sự việc xảy ra với một phụ nữ, giấu tên người Ghana. Vì quá bực tức khi biết chồng ngoại tình mà cô đã cả giận mất hôn để rồi rơi vào tình huống ngoài oam hết sức và chẳng còn cách nào khác, đành phải cầu cứu chính người chồng phản bội kia. Theo đoạn video được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội, người vợ nắm trong tay địa điểm hẹn hò bí mật nên đã nhanh chóng đến tận nơi để bắt quả tang tại trận đôi gian phu, dâm phụ. Khi vừa đến nơi, cô bị một cánh cổng sắt ngăn cản và nghĩ rằng thanh chắn thưa này có thể chui lọt qua nên người phụ nữ chẳng ngại ngần chui qua. Nào ngờ, mới chui được nửa thì cơ thể cô bị mắc kẹt lại, tiến không được mà lùi cũng chẳng xong. Sau một hồi loay hoay dưới cánh cửa sắt, người phụ nữ đành phải gào lên cầu cứu sự giúp đỡ. Chồng của cô chạy ra chứng kiến cảnh tượng ấy đã gọi một người thợ mang máy đến cắt cánh cửa để giải cứu cho vợ. Không rõ sau đó, ba bên giải quyết ra sao về mối quan hệ vụng trộm của người chồng, chỉ biết rằng màn đánh ghen hỏng bét này của người vợ đã cho cư dân mạng được trận cười vỡ bụng. Ôi, không thể nhịn cười được, một người bình luận. Người khác đùa. Thế mới thấy, con đường giữ gìn hạnh phúc gia đình thật là gian nan mà.